Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: Đối với loài người thì không thể, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng người rằng: Đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì phúc âm mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, tất cả quý cụ, quý ông bà, chị em, cộng đoàn phụng vụ có mặt ở đây. Và đặc biệt, chúng con hôm nay khấn dòng, năm chị em khấn lần đầu và hai người chị em khấn vĩnh viễn. Một câu hỏi nó đặt ra cho chúng con, mà có lẽ chính chúng con đã từng đặt ra nhiều lần cho mình trước khi viết đơn xin được khấn dòng. Thì câu hỏi nó đặt ra: tại sao tôi lại xin khấn dòng? Khấn dòng thì được cái gì? Nhất là cái câu hỏi nó được đặt ra khi có những cái giằng co trong con tim, có những cái sự quyến rũ của xã hội, có những khó khăn của cuộc đời, ngay trong cuộc đời tu chỉ. Thì câu hỏi đó nó đặt ra nhiều khi khắc khoải để tìm câu trả lời. Tôi khấn hay tôi không khấn? Tiếp tục đi hay là dừng lại? Hay trở về nhà? Trước sau, thế nào cũng có những câu hỏi nó đặt ra cho những người phải có những cái quyết định nó đụng chạm đến cuộc đời của mình, và nhất là những chị em khấn vĩnh viễn. Là một câu hỏi nó đụng đến một vấn đề cả một cuộc đời của mình, trọn đời cơ mà. Thì cái câu hỏi và cái khắc khoải đó, một cách mầu nhiệm nó diễn tả lại cái câu hỏi và cái sự khắc khoải của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu mà chúng ta được nghe hôm nay trong bài sách Tin Mừng. Thưa Thầy, chúng con đã theo Thầy, bỏ mọi sự mà theo Thầy. Nói tiếp theo á, là chúng con đã bỏ mọi sự để theo Thầy, vậy chúng con được cái gì? Thường là người ta khi mà bỏ một chuyện để chọn chuyện khác á, là người ta nghĩ là sẽ tốt hơn là cái chuyện người ta bỏ. Nếu không thì người ta không bỏ những cái chuyện. Cho nên tốt hơn đó là cái gì? Thì Chúa trả lời cho các môn đệ của Chúa: tất cả những ai mà bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ chị, bỏ mọi sự mà theo Thầy thì sẽ được gấp trăm ngay từ đời này. Thật đúng thật. Mình đi tu ấy,
bao giờ mình phải xây nhà đâu cho riêng cho mình đâu, mà mình ở nhà ngon lành không? Có nhiều cái tốt lắm, tốt hơn nhiều cái ở ngoài đời. Nhưng mà Chúa lại thêm vào hai cái chuyện nữa, đó là và chúng con sẽ gặp những khó khăn, sẽ bị bách hại cùng với những cái dễ dàng, những cái lợi đó đó, mà có cái những bách hại, cái khó khăn, đau khổ khi chúng con theo Thầy, và ở đời sau chúng con sẽ được hưởng nước trời ở với Thiên Chúa. Thế thì hai điều này chúng ta hôm nay, mà đặc biệt bảy người chúng con khấn ròng, cần phải suy niệm lại một lần nữa trong thánh lễ này, và sẽ còn phải suy niệm cả cuộc đời để chiếu soi cho những hoàn cảnh cụ thể của cuộc đời của mình. Trước tiên, đi tu không luôn luôn dẫm trên hoa hồng. Dù có dẫm trên hoa hồng, ở đằng sau cũng có nhiều cái gai, có nhiều cái đau khổ đi theo mình. Đừng lấy làm lạ. Nhưng mà nói cho cùng, ai ở đời này mà không phải chịu khổ? Những người lập gia đình nhiều khi khổ lắm vào trong cái đời sống gia đình. Công ăn việc làm mệt mã cũng khổ chứ. Nhưng mà cái mà Chúa nói ở đây á, đặc biệt đó là khổ vì Chúa cơ. Chứ còn những cái chuyện khổ khác ấy, ai cũng có. Khổ với chị em trong cộng đoàn, trong gia đình vợ chồng cũng khổ với nhau chứ. Cha mẹ với con cái với cha mẹ, anh chị em với nhau, thiếu gì cái khổ đâu. Thì mình thân phận là một con người cũng sẽ chia sẻ những cái khó khăn đó như mọi người. Nhưng mà cái đặc biệt, ai theo Chúa thì sẽ phải chịu khổ vì Chúa, phải chấp nhận hy sinh vì Chúa, sống cho Chúa. Chấp nhận dù có khổ thế nào tôi cũng theo Chúa, chết mà vì Chúa tôi cũng theo, tôi cũng chịu. Đó là điều thứ nhất. Mà để được như vậy là có điều thứ hai này. Và đời sau chúng con sẽ được nước trời. Và trong bài đọc thứ nhất từ ngôn sứ Ô-xe-a, ta ký kết với các ngươi một giao ước hôn thê phu thê. Thiên Chúa đứng tạo dựng lên đất trời và tạo dựng lên chính mình muốn ký một giao ước tình yêu với mình. Mà khi mà ký giao ước tình yêu là thuộc chọn về nhau, tin tưởng là được người bên kia thương yêu mình, cho mình tất cả. Hai vợ chồng khi ký kết hôn ước hôn nhân thì hạnh phúc lắm, bởi vì được trao cho nhau không phải chỉ của cải vật chất, mà trao cho nhau chính con người của mỗi người. Hai người trở lên một. Bây giờ ký kết hôn ước tình yêu với Thiên Chúa trong đời sống khấn ròng, tức là thuộc về Chúa, mà biết chắc chắn là Chúa cũng thuộc về mình. Chúa đòi mình cho Chúa tất cả, nhưng chính Chúa cũng cho chính Chúa tất cả cho mình. Đó là cái hạnh phúc mà một người khấn ròng phải đi vào. Và đó là cái lý do vì làm sao mà một người khấn ròng chấp nhận tất cả mọi hy sinh mà bỏ đi tất cả những gì không phải là Chúa bỏ đi. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mời gọi anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời. Anh em thuộc về Thiên Chúa, hãy tìm kiếm những sự trên trời. Vậy mình bỏ những việc ở dưới đất này sao? Không. Tìm những sự trên trời đây là tìm chính Chúa, mà tìm chính Chúa ở trong những sự ở dưới đất này. Thánh hóa, thay đổi tất cả những sự ở dưới đất này mà mình có dịp đụng chạm đến. Đi vào hoàn cảnh cụ thể của cuộc đời với sự xác tín là có Chúa ở với mình. Là mình đi vào những hoàn cảnh đó mang trong lòng đầy ắp tình yêu của Chúa, để đem tình yêu của Chúa phà vào cái hoàn cảnh của cuộc sống, vui buồn sướng khổ, để cho tất cả cuộc sống ở trên trần gian này được thánh hóa. Cho nên đưa thiên đàng xuống trái đất này,
biến trái đất này thành cửa thiên đàng. Đó là cuộc đời của một người khấn ròng hạnh phúc chỉ vì được thuộc về Chúa thôi, không vì cái gì khác. Mà như vậy thì nó đòi phải cả một cuộc hành trình tu luyện, thay đổi cái nhãn giới sống của cuộc đời của mình. Và điều thiết yếu là trong tất cả cuộc hành trình vui buồn sướng khổ, đôi mắt của trí óc và của con tim luôn luôn dán vào Chúa Giêsu là đấng mình tôn thờ và mình theo. Trong chuyện của các thánh sa mạc ở vùng Ai Cập vào thế kỷ thứ tư, có câu chuyện con chó đuổi con chồn. Một ngày kia, một thanh niên vào trong sa mạc tìm một vị tu hành, một cha già nhiều kinh nghiệm của cuộc đời tu hành ở trong sa mạc. Thì thanh niên đó mới hỏi: thưa cha, tại sao nhiều người vào sa mạc đi tu mà rồi nhiều người lại trở về thế gian, chỉ còn một ít người ở lại sa mạc để mà tu? Thì cha già đó với tất cả sự khôn ngoan và kinh nghiệm tu trì của mình chậm rãi trả lời: câu chuyện tu trì nó cũng giống như câu chuyện một con chó đuổi một con chồn. Con chó thấy con chồn thì chạy đuổi. Có một số con chó khác thấy con chó thứ nhất chạy đuổi con chồn thì cũng chạy và nhìn thấy con chồn và chạy. Có nhiều con chó khác chạy nhưng mà không thấy con chồn, chỉ vì thấy con chó, mấy con chó đầu nó chạy mình cũng chạy theo. Rồi những con chó đã thấy con chồn mà trên đường chạy lại chia chí dừng lại để ngửi cái này ngắm cái kia, từ từ mất hút con chồn sẽ mệt và dừng lại. Những con chó chạy mà không thấy con chồn chạy chỉ vì thấy con chó thứ nhất nó chạy, sớm muộn gì thế nào cũng mệt, đứng lại và không chạy tiếp. Chỉ có con chó đầu tiên đã thấy con chồn và dán mắt vào con chồn mà chạy cho đến bao giờ đuổi được con chồn thì thôi. Đó là câu chuyện của những người tu trì đã nhìn thấy Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh và dán mắt vào Chúa, và tất cả con người của mình, tim óc cũng như tất cả đều dán mắt vào Chúa, thì thấy là đáng công theo Chúa, tìm được Chúa và chấp nhận tất cả mọi nhọc nhằn, mọi khổ đau để có thể giữ được Chúa và hạnh phúc vì có Chúa. Đó là hình ảnh của những người đi tu mà hạnh phúc vì đi tu, đi tu mà hạnh phúc vì có Chúa Giêsu với mình. Còn tất cả là thứ yếu, có cũng được, không có cũng chẳng sao cả. Thì đó là điều mà lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho tất cả cộng đoàn dân Chúa, mà đặc biệt cho các chị em hôm nay khấn ròng để nhớ mà dán con mắt của trí óc và của trái tim vào Chúa Giêsu là đấng mà hôm nay mình được hân hạnh ký kết giao kèo tình yêu với Ngài. Xin Đức Mẹ là đấng đã biết dán mắt vào Chúa Giêsu và tất cả cuộc đời phục vụ Chúa Giêsu, cũng cầu bầu cho tất cả các chị em hôm nay khấn ròng được ơn lành đó và tìm được hạnh phúc trong cuộc đời tu trì của mình, cho dù ngoại cảnh có như thế nào. Amen.